Thưa sáng ngày 5 tháng 1, Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2023 và triển khai công tác hội năm 2024 dự hội nghị có ông phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Trong năm 2023, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vượt qua khó khăn, đã được nhiều kết quả tích cực trên các mặt trận công tác. Hội viên Hội Cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa ở địa phương tiêu biểu như nhiều hội viên tham gia hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới, trong đó có 3 hội viên cựu chiến binh huyện Tân Châu hiến 1.200 m2 đất trị giá 1,8 tỷ đồng được Ủy ban nhân tỉnh tặng bằng khen. Thực hiện tuần lễ gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo đến ngày 30 tháng 11 năm 2023 đã vận động cán bộ hội viên gửi tiết kiệm được 5,071 tỷ đồng. Thực hiện phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi. Trong năm 2023 đã giúp nhau 2.097 ngày công lao động, 600 con giống, 7.405 cây giống cùng một số vật chất khác tổng trị giá 2,536 tỷ đồng. Hội viên đã góp hơn 18,300 tỷ đồng dũng xoay dòng hỗ trợ cho 8.486 lực hội viên, phối hợp dân động xây mới 54 căn nhà trị giá 6,263 tỷ đồng, sửa chữa 22 căn nhà trị giá 695 triệu đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực cố gắng tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở để hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu công tác năm 2023 đã đề ra. Dịp này có hai tập thể được tặng cờ thi đua của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Cũng tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.